vang về nơi đây dân ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh anh vô bờ, được cùng nhau bên Chúa và lòng con ước mơ. Với tiếng hát rao rực niềm tin, với ánh mắt đậm lời nguyện xin, chúng con dâng ngôi nhà tri tình. Từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong trời, bài ca con hát vang sao đến
thương con người, tình yêu Ngài luôn tin chung. Yêu thương con người, tình yêu Ngài luôn tin chung. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà anh chị em lắng nghe lời Chúa Chủ nhật 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Cê-sa-r hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Cê-sa-r. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Cê-sa-r trả về Cê-sa-r, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy người ta đã tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu. Họ hỏi Chúa có nộp thuế cho Cê-sa-r hay không. Nếu mà Chúa trả lời phải nộp thuế cho Cê-sa-r thì chắc chắn Chúa bị mang tiếng là cấu kết với ngoại bang để bóc lột dân Chúa. Còn nếu Chúa trả lời là không nộp thuế cho Cê-sa-r thì dĩ nhiên đế quốc sẽ lấy cớ là Chúa đã cổ võ cho dân chúng chống lại hoàng đế, chống lại đế quốc, và Chúa cũng có thể bị xử tử. Đứng trước cái bẫy mà người ta gài cho Chúa, Chúa nói với họ: Hãy đưa cho Chúa đồng tiền. Và Chúa hỏi: Hình trên đồng tiền là của ai? Họ nói: Của Cê-sa-r. Chúa bảo: Của Cê-sa-r thì trả về cho Cê-sa-r, những gì của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua cái việc người ta gài bẫy Chúa, Chúa đã cho họ cái điều cần thiết trong cuộc sống. Chúa nói của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta, những con cái của Chúa, các Kitô hữu, và có thể nói tất cả mọi người sinh ra trong trần gian này đều có mang hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mình. Điều mà Chúa dạy chúng ta hôm nay ấy là: những gì của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ghi khắc hình ảnh của Ngài, hình ảnh tuyệt vời của Ngài nơi tâm khảm của mỗi người chúng ta. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hãy trả về cho Thiên Chúa hình ảnh nguyên tuyền của Chúa đã được ghi khắc trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta sa ngã phạm tội là chúng ta làm cho hình ảnh của Thiên Chúa trở nên méo mó nơi tâm hồn ta. Thì hôm nay ta được mời gọi hãy xa tránh một đời sống đam mê tội lỗi, để cho hình ảnh của Thiên Chúa luôn được rạng ngời nơi tâm hồn chúng ta. Ước chi lời của Chúa hôm nay đến với mỗi người chúng ta, để cuộc sống ở giữa trần thế này, làm sao đó những dấu ấn của Chúa nơi tâm hồn ta luôn được tỏ rõ, nhất là hình ảnh của Thiên Chúa được ghi khắc trong tâm hồn ta phải được tinh tuyền, đẹp đẽ, và chúng ta trả về cho Thiên Chúa
chính cái tâm hồn đẹp đẽ đó mà Thiên Chúa muốn ở nơi mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có được sức mạnh của Chúa để chúng ta luôn luôn giữ được hình ảnh vẻ đẹp của Chúa nơi tâm hồn ta, và chúng ta gửi lại cho Ngài chính hình ảnh đó của Ngài. Amen. Con dâng Chúa đôi tay này, từng vật vã làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gồng nặng chiếu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. Ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bong chen từng ngày. Đầy đôi mắt trông lên ngài, khi nỗi buồn làm con chơi vơi. Khi đau đớn sẽ dằn môi, những lần gục ngã trong đời. Đầy mơ ước trôi qua rồi, đã làm xô héo nụ cười. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều. Dù ngàn tiếng khóc than đời sống đau thương còn đầy đôi mắt trông lên ngài, khi nỗi buồn làm con chơi vơi. Khi đau đớn sẽ dằn môi, những lần gục ngã trong đời. Đầy mơ ước trôi qua rồi, đã làm sâu héo nụ cười. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bon chen từng ngày. Vì lại Chúa con luôn tình yêu, dù băn khoăn lo âu mọi điều. Dù ngàn tiếng khóc than điều yêu, dù đời sống đau thương còn ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bong chen từng ngày. Giờ con tìm thấy Chúa ở nơi phố phường, có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi góc đường, có bao giờ con tìm thấy Chúa nơi anh em nghèo khó. Chúa đến với con bằng chính anh em mình, giang cánh tay mong chờ con đến đây, rộng đôi tay lòng bao dung nhân từ. Rớt chia từng phần
từng miếng ăn cho người còn khó khăn, để mong sao người anh em được sống. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người nghèo. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô, để con biết lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là cội nguồn. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim luôn sắt son, để con biết Chúa trong mọi người. Có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi cuối đường? Có bao giờ con tìm thấy Chúa ở nơi pháp trường? Có bao giờ con tìm thấy Chúa nơi anh em nghèo đói? Chúa đã hóa thân vào chính nơi cơ hàn. Chúa luôn từng ngày giang cánh tay mong chờ con đến đây, rộng đôi tay lòng bao dung nhân từ, rớt chia từng phần từng miếng ăn cho người còn khó khăn, để mong sao người anh em được sống. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người nghèo. Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu người anh em. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim không héo khô, để con biết lắng nghe lời Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là cội nguồn. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa là niềm tin yêu. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim luôn sắt son, để con biết Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim luôn sắt son, để con biết Chúa trong mọi người. Tantum ego sacramentum veneremus enui et antiquum documentum novos edar ritui restet fides supplementum sensum defectui. Zenitori, zenitoque, laudes jubilatio, salus honor virtus quoque, compassi laudatio.
Thần linh chi ai con khẩn cầu ngài, nghe lời con van nài, xin hãy đến. Ơi suối nguồn yêu mến con mong đợi, lửa thiêng nuôi kết tình duyên đất với trời. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng trong con, xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con mong chờ, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Khi thần linh Chúa đến bao la tuyệt vời, như đại dương chạy dài ôi lai lai. Chúa dắt dìu con bước đi bên ngài, giờ con phó thác ngài ơi xin đón nhận. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng linh Chúa ơi con khẩn cầu ngài, linh hồn con giờ này đang khao khát, với trái tim héo đang trong đời tình yêu hy hiên, ngài ơi xin biến đổi. Lạy Chúa thành thần, ngài là lửa nóng thiêu đốt con ngóng trời.
ngọn lửa sốt nên trong con từng ngày, cho lòng con vững vàng luôn theo Chúa, sẽ thấy nguồn suối mát ơn an bình. Lòng thương xót Chúa dìu con trong lửa hồng, lạy Chúa thánh thần, Ngài là lửa nóng trong con, xin sưởi ấm chiếu sáng cõi lòng con. Ngọn lửa hồng thiêu đốt con ngóng trông, xin hãy đến với lửa tình yêu cứu độ. Giờ này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến, hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.